Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Gió Biển đang có mặt tại Quất Lâm, Nam Định và đây là con đường Triệu Việt Vương và phố Thống Nhất. Ở chỗ này là Hotel Minh Hạnh 2, đó, phòng nghỉ tiện nghi sang trọng, hội trường dành cho 300 khách có điều hòa. Ở một hotel rất là lớn và phía xa kia là chợ hải sản. Ở đây thì những cái con đường và cảnh vật thì vẫn thế, chỉ thiếu những bóng hồng và con người vắng đi rất là nhiều. Và hôm nay thì Gió Biển sẽ chia sẻ đến mọi người những hình ảnh mới nhất về Quất Lâm năm 2024. Một số quán ăn và nhà nghỉ khách sạn còn leo tèo tại đây và không có nhiều thực khách như trước nữa. Ngày xưa thì khoảng độ 100% thì bây giờ chỉ khoảng 3 đến 5% thôi mọi người. Mọi người có thể thấy là sau khi mà phá dỡ và san bằng những cái ký ốt vào năm 2021, Quất Lâm được hình thành từ năm 1997. Gió Biển sẽ đi vào con phố Thanh Bình. Thật sự là bây giờ thì cảm giác là con phố này nó yên bình thôi, nó không còn một cái sự ồn ào như trước nữa. Ở Quất Lâm thì được hình thành năm 1997 và đến năm 2019 thì được trả lại mặt bằng và 2021 thì được trả lại những ký ốt. Chính quyền Quất Lâm đã phá những cái ký ốt, trả lại cái mặt bằng và từ đó đến nay cũng có những cái sự chuyển biến dần và có thông tin rằng là ở đây sẽ xây dựng một khu du lịch lớn hơn, dự án 50.000 tỷ lấn biển. Nhưng thực trạng hôm nay thì thấy rằng là một số cái hotel như Ánh Dương này, đấy, mọi người có thể thấy rằng là chỗ này nó rêu phong và những cái cánh cửa, thậm chí những cái cánh cửa của khách sạn đã được tháo dỡ hết đi rồi. Đó, mọi người thấy cái khung cảnh nó hoang tàn quá là nhiều so với trước. Thậm chí ở trong kia thì còn một số cái phần mà có thể nhìn thông sang bên kia. Chỗ này thì Gió Biển nghĩ rằng là trước kia nó cũng có bức tường đấy, nhưng mà bây giờ thì từ bên này thì mình có thể nhìn thông sang bên kia. Và đây là một khu ở hotel, hiện tại thì còn toàn là nước mưa và nước biển xâm lấn tại đây và cái khách sạn này nó không có cái nền sân cao nên đã bị gần như kiểu là bị lụt so với cái mực nước biển. Đây, chỗ này thì Gió Biển thấy rằng là có một cái bàn bia, đó, một bàn bia thì vẫn còn ở đây nhưng mà có lẽ là đã cũ quá nên người ta cũng chẳng buồn lấy về và bán nữa. Thậm chí là một số cái chân của cái bàn này cũng rất còn giá trị, nhưng những cái cửa của khách sạn thì đã đưa đi hết rồi. Bên này thì khách sạn này khá là mới nên chắc chắn là cũng vẫn còn cái sự hiện diện của một số bác bảo vệ và cũng có khách sạn còn hoạt động nhưng mà nó sẽ không có đông khách như trước nữa. Bây giờ thì Gió Biển lại tiếp tục đi phía đằng kia để vòng lại xem mọi người biết được những cái hình ảnh. Ở chỗ này thì cái hàng dừa này cũng khá là đẹp nha mọi người. Tiếc rằng là Quất Lâm hiện nay thì đang chững lại và một số cái khách sạn rất lớn ở trong này thì không hoạt động nữa. Và một số khách sạn đây, một số cái nhà hàng phải nói là như một cái nơi mà hoang tàn và thậm chí là u ám nha mọi người. Đây là một cái con đường để đi vào trong những cái ký ốt, những cái khách sạn xưa giờ đã hoang vắng vô cùng. Còn đây là cái khách sạn vừa xong thì Gió Biển có quay chia sẻ đến mọi người đây. Đây là cái phần phía trước của khách sạn. Mọi người thấy thế nào? Thật sự là
rất là phí khi mà những cái bức tường được xây dựng rất là chắc chắn và khách sạn to bề thế như thế này. Và bây giờ thì không còn gì nữa rồi. Mọi người có thể thấy là những cái nước biển ở đây thì nó sẽ rất hại cho cái phần bê tông và phần sắt thép. Kể cả cái phần sơn này nó cũng nhanh bong tróc hơn. Nếu như không có cái phần chăm sóc của con người quét dọn thì nó xuống cấp rất là nhanh. Cho nên là ở đây thì gió biển đi qua đây thấy một số cái khách sạn thì còn bảo vệ ở đây. Nhưng mà ở chỗ này thì không có cả bảo vệ, mà cánh cửa thì cũng mất hết rồi. Đó. Nó rêu phong hoang tàn rất là ghê gớm. Đó, đây là cái phần biểu tượng và cái phần chỗ logo để viết những cái tên nhà nghỉ khách sạn đây. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn lại vài cây phi lao thôi. Gió biển sẽ tiếp tục đi lại kia để chia sẻ đến mọi người một vòng. Đấy, sang bên này thì thấy chỗ nhà nghỉ Hotel Minh Hạnh này thì còn đẹp lắm mọi người. Gió biển thấy rằng là có 3 đến 4 cái Hotel Minh Hạnh. Thì bác chủ thì vẫn còn giữ lại, và nước sơn của cái khách sạn này còn rất là chất lượng nha mọi người. Trong đấy vẫn còn chủ khách sạn nhà nghỉ ở. Chỗ này thì cũng gọi là khách sạn ma, hoang tàn lắm mọi người ơi. Đây cũng là một dãy khách sạn Trường Sơn Hotel. Có lẽ là bây giờ người ta làm nhà ở thôi, chứ còn để mà kinh doanh buôn bán thì nó lèo tèo. Và thậm chí người ta ra đây ý, thì người ta thích ra những cái quán bụi đằng kia hơn. Là ở chỗ này cũng có quán cà phê đấy, nhưng mà khả năng rất là vắng khách. Ở hotel này thì rất là đẹp nha mọi người, rất là nhiều dừa đấy, quá nhiều dừa luôn mọi người. Đây cái Hotel Thiên Trường, màu xanh rất là mới, nhưng mà cũng chỉ còn lại cái phần thô thôi, không còn lại những cái gì giá trị, những cái gì mà làm lên tên tuổi của Thiên Trường nữa rồi. Giờ gió biển ra tới cái khu vực ngoài chỗ cửa, chỗ đê biển đây. Mọi người hay dựng xe chỗ này, và chỗ này người ta trồng lạc rất là nhiều. Hiện nay thì từ xa xa gió biển thấy rằng là người ta đã xây dựng lên những cái bức tường lào, bức tường cao khoảng 1.5 m đến 1.5 m. Và bây giờ thì các cô, các chị vẫn bán nước mía và các thứ tại đây. Đây ở chỗ này có kem xúc xích. Ở chỗ này thì người ta đã ngăn rồi, đã ngăn cái con đường đấy và không cho xuống nữa rồi. Bây giờ là quất lâm của năm 2024 và vào tháng 5 rồi. Mọi người có thể thấy được là ở phần trên này thì gió biển đi lên tới hẳn trên này thì những cái phần đó là cái nền móng của quất lâm đây được xây bằng bi. Và những cái kiosk này thì rất là nhiều em xinh đẹp thì đã ở đây và có hình thành lên một cái phố vẫy đèn đỏ tại đây. Trong những năm trước ở quất lâm là rất là nổi tiếng, nhưng bây giờ thì cái khu vực ngồi, chỗ sân của các em ngồi ấy, thì đang gió biển đang đi đây, người ta làm nên một cái phần đó là cái phần đường tạm ở trên này, nó rơi vào khoảng 5 m, và cái lòng đường nó cũng khoảng độ 5 m nữa, khoảng độ 10 m đến 11 m, và một cái hành lang kia nữa khoảng độ 1 m đến 1.2 m. Ở phần này thì gió biển không thấy cái sự thay đổi nhiều, nhưng cái tín hiệu cũng rất là vui để mọi người thấy được rằng là cái con đường ở sát ven biển này nó đã mở rộng, và một số cái vị trí cái phần biển bảng ở đây đã được ghi những cái tên đường như đường Bình Minh rồi đường Thanh Bình rất là mới tại đây. Chỗ này thì cái đường D này người ta đã xây dựng được khoảng độ một thời gian rồi. Đó, 1-2 năm nay rồi, nó khoảng độ 1.5 m, khoảng 1.2 m mọi người, 1 m đến 1.2 m. Và bên này cũng có cái sự thay đổi rất lớn đấy mọi người. Đó, chỗ này là cái phần đê này
đã có cái sự thay đổi là đổ bê tông nguyên một lượt và chát rất là đẹp rồi, lồng lên so với cái bức tường đê ở đằng kia. Đấy, ở đằng này cũng thế này, người ta làm quy mô và rất là chắc chắn, và như thế này thì sóng biển cũng khó lòng mà làm gọi là xê dịch cái con đê này. Đây ở dưới này lại còn một lớp đê nữa, cái có lẽ là cái phần đê của cái con đê cũ đây. Đấy, và đây là cái phần chắn sóng mới của bãi biển Quất Lâm. Bây giờ thì để tiếp tục đi lại kia thôi mọi người. Đã thay đổi khá là nhiều. Hôm nay thì gió biển chia sẻ đến mọi người những cái điểm mới. Ở trong này thì có một số cái khách sạn cũng được dỡ bỏ, nhưng mà phần đó là phần ít, chủ yếu là ở ngoài này. Còn một số cái khách sạn khác thì họ chủ, họ chán, họ bỏ đi tại vì không có thu nhập nữa rồi. Hiện tại thì vẫn còn một số cái lốp, ở đây thì nó là cái ô của những cái quán cóc tạm ở đây, vẫn có tên của các chị em, các cô buôn bán tại đây. Ở mỗi điểm thì vẫn có một số cái phần, đó là cái quán xá, quán cóc tại đây. Thực ra thì ra đây thì vẫn du lịch bụi vẫn ổn mọi người ạ. Đấy, thì trong này cũng một số cái phần dọc cái con đê này và dọc những cái kiosk này vẫn là những cái nền móng cũ. Và phía bên này gió biển đang đi, đó chính là cái phần bên bên số chẵn. Và anh em nào ngày xưa đi rồi thì biết là bên này là bên chẵn, bên phải là bên chẵn, và thậm chí nhớ tên từng quán và nhớ tên từng em đào, các em đào ở đây. Quất Lâm thì ngày xưa nó là một cái gọi là rất là nổi tiếng rồi. Mọi người có thể thấy được là chú kia thì cũng đang bán nước nhưng mà không có khách nhiều. Đấy, bán cũng đầy đủ. Cơ bản thì chắc chỉ tầm độ cuối tuần thì hoặc là chiều tối thì người ta ra đây nhiều. Đây là cái con đường chính để đi ra đây đây mọi người. Đấy, đây là cái ngã ba rất lớn. Chỗ này là có cái dòng thông tin là cấm đứng ngồi trên cái vỉa hè đấy. Có lẽ là ở trên đấy nó cũng khá là cao nên rất là nguy hiểm. Bây giờ thì tháng 5 năm 2024 rồi, cũng có một số cái thay đổi rõ rệt về Quất Lâm. Và bây giờ gió biển đã đi vào cái phía bên số lẻ rồi. Đó, đây là bên số lẻ. Ngày xưa thì ở chỗ khu vực này người ta xây những cái nhà nghỉ tạm trong những cái kiosk. Và những ai vào rồi thì biết là nó rất là chật hẹp, và cái vấn đề cua ghẹ thì giải quyết là rất là nhanh, chỉ tầm 30 phút thôi là ra thôi, thậm chí là không đến 15-20 phút. Là không hiểu là bây giờ là các em đã đi đâu rồi. Và chủ yếu thì trước kia thì đưa từ rất là nhiều nguồn. Đấy, và con đường, cái khu vực, cái đường mới này này thì nó cao hơn và nó đẹp hơn so với cái nền đường cũ. Ở phía bên phải này vẫn là cái nền đường cũ đấy mọi người ạ. Nó chưa được tôn tạo lên nhiều đâu, nhưng mà nó không bị gãy, nó không bị gãy như ở bên Thịnh Long. Bên Thịnh Long thì đến nay thì bị sóng biển tàn phá hết rồi, không còn một cái gì nữa luôn. Gió biển sẽ xuống tới chỗ kia ngắm xem biển Quất Lâm khi mà không có du khách nhiều nó có còn đẹp như trước không, hay là chỉ toàn rác, để chia sẻ đến mọi người về Quất Lâm một cách thực tế nhất. Ở trong này là một số cái khách sạn nó cũng rất là hoang tàn và hoang vắng vô cùng. Đến những cái cây phi lao mọi người cũng có thể thấy là nó ủ rũ khi bây giờ không có gái đẹp nữa. Đó, bây giờ không có gái đẹp nữa, đến cây phi nao cũng rất là buồn. Và chỗ này thì mọi người thấy rằng là hôm nay sóng biển khá là lớn nha mọi người. Ở đằng kia thì họ cắm những cái rào bằng cây, có lẽ là cảnh báo về cái phần biển nó nguy hiểm. Ở chỗ này thì cũng không có những cái phần mà người ta đổ bê tông được nhiều như kia. Mà gió biển thấy là khó đấy mọi người ơi.
ở đằng kia chỉ là cái điểm khuyết và điểm thiếu, còn ở đây thì họ cũng đổ từ trước rồi, và cái phần bê tông ở đây nó đã chai sần và nó chắc chắn hơn so với trước, nhưng nó cũng chỉ khoảng độ 1-2 đến 3 năm thôi khi mà đổ cái phần này. Ở chỗ này nó thành cái sự liên kết gọi là liên hoàn cước đó, từ tầng lớp dưới đến tầng lớp trên và tầng trên nữa. Thậm chí ở cái phía cái bờ biển cuối đằng kia kìa, thì làm cái kè đê biển nó chắc chắn và nó cao gấp đôi gấp ba so với cái phần đê biển chỗ này. Như vậy là cái sự thay đổi của Quất Lâm đằng kia đang thay đổi rất là lớn. Còn ở cái khu vực này thì dấu biển thấy rằng là nó vẫn hơi im lìm một chút so với những cái số chẵn. Mọi người có thể thấy là những cái số chẵn thì là 2468 đó, thì có lẽ là tiến mạnh hơn. Còn đây là số lẻ thì chắc là hơi âm thầm một chút. Thực ra thì cái số lẻ này ngày xưa thì các bác đi ABC đấy, thì ở chỗ này ấy, nó kín hơn, nó không có nhiều cái sự ồn ào như trước. Anh em nào đi xa xa tít lại đằng kia ấy, nó sẽ có gì đó, nó là một cái con đường tắt, nhưng mà ở đấy nhiều gái xinh đó. Ở dưới này này, thường thường ai cũng đi ra cái bãi chính kia, không ai đi mò ra mấy cái đoạn phụ này đâu. Ở dưới này thì cũng vẫn còn rất là nhiều cua ghẹ đấy mọi người, không biết là bây giờ còn cái gì nữa không. Đấy, từ đây lại tít đằng chỗ cái rừng phi lao kia vẫn còn, và thậm chí ở chỗ kia còn một số quán vẫn còn đấy mọi người ơi. Đấy, cua biển to lắm, ghẹ biển to lắm. Đấy, chỗ kia thì gió biển vẫn thấy rằng là có một số người vẫn ở đấy. Chỗ này là cái phần biển này, và chỗ kia là một cái rừng phi lao. Biển ở chỗ này nó có cái màu đen mọi người ạ. Không hiểu là cát ở đây nó nhiều hay là có những cái phần đất cát nhiều ở chỗ này, nên là nó dồn vào cái khu vực cái gần như kiểu cái eo biển ở chỗ này, nên là nó không có cái màu sắc đẹp hơn. Ở chỗ kia thì gió biển thấy khả năng là vẫn còn các em chân dài. Anh em nào mà thích tìm hiểu thì chỗ đằng kia khả năng còn. Bây giờ gió biển sẽ đi vòng lại kia nhá. Những cái 99101 đấy mọi người, cứ đến tìm thấy số 99101 thì anh em vào, qua đấy khoảng độ vài số là anh em nảy số được luôn. Giờ thì lại trở lại cái con đường cũ thôi. Ở đây thì có một bác đang chăn bò. Đàn bò này cũng rất là giá trị đấy. Ở trong này thì vẫn còn một số cái khu vực nhà nghỉ khách sạn, bây giờ người ta để làm nhà bình thường, nhà ở luôn mọi người, không còn cái sự xô bồ như trước nữa. Nhưng mà nếu như mọi người tìm hiểu thì chắc vẫn còn đấy. Ở trong này thì nó kín, nó không có nhiều như trước. Đây là Hotel Sài Gòn đấy mọi người. Một số cái hotel rất là nổi tiếng tại đây, và khách sạn Hải Âu thì ở Thịnh Long cũng có, và bên Quất Lâm thì cũng có. Phần bên này thì gió biển thấy rằng là một số cái khách sạn nhà nghỉ vẫn còn có gì đó, nó có người ở. Còn ở phía bên tay phải đằng kia thì gần như là không có mấy nữa. Mọi người thấy không? Chỗ này là một cái nhà nghỉ có khu vực hàng dừa rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Ở chỗ này nữa này, chỗ này thì nó một số cái kiosk nhỏ nó không còn nữa. Đấy, chữ karaoke này chắc bây giờ thì không còn nữa. Một số cái máy điều hòa nó đã hoen ố han gì rồi. Bởi vì không có khách nên chủ nhà nghỉ cũng buồn, chả buồn sửa nữa. Trong này thì cũng vẫn còn người đấy mọi người ơi. Mọi người tới Quất Lâm mà muốn nghỉ vẫn còn một số cái khách sạn để cho anh chị em lựa chọn đó. Đây nhà nghỉ Phương Dung, và chỗ này thì trước kia là một số cái quán hải sản rất là lớn, thì bây giờ đã giải tỏa hết ở những cái đường chỗ ven đường rồi. Trong này thì có cả bể bơi của khu vui chơi giải trí khách sạn Hoàng Anh nha mọi người. Bây giờ gió biển đã đi hết cái khu phố Thanh Bình rồi, trở về thôi mọi người ơi.
đi để trở về. Và hôm nay thì gió biển đến thăm Quất Lâm, chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh thực tế nhất về Quất Lâm vào tháng 5 năm 2024. Ở đây là một cái điểm xe buýt, và trước kia thì ở đây thì rất là nhiều xe cộ và không thiếu thứ gì. Đó, gió biển thấy rằng ở cái chỗ phần này cũng còn rất là nhiều cái khách sạn ở trong này thì còn hoạt động nhiều hơn nha mọi người. Đó, đây là khu vực ban quản lý khu du lịch Quất Lâm. Đây, một số cái khách sạn mà đang bắt đầu đầu tư xây lên và đã bị chững lại, không xây dựng nữa. Thì đây cũng là một cái điều rất là tiếc nuối cho cái khu vực này. Gió biển cũng rất là mong Quất Lâm sẽ hồi sinh trở lại và to đẹp hơn, phát triển hơn về kinh tế biển, dịch vụ du lịch để cho cái nền kinh tế của Nam Định phát triển hơn. Cùng với những cái con đường đã được đầu tư, hiện nay đã có cái sự liên kết như một cái chuỗi liên kết từ trên xuống dưới và từ ngang dọc đều có, và liên kết giữa các huyện và các tỉnh với nhau rất là tốt rồi. Video ngày hôm nay thì gió biển xin dừng tại đây. Xin chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.